đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Trái tim, khối óc của người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Tháng 5, ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân quyết tâm xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh như Bác Hằng mong muốn.